chợ Hàng Dương, Cần Giờ. Cô lù đù, cô cha. Lù đù bữa nay bán sao anh? Là nhỏ 90 rồi hả? Dạ nhỏ 90. Dừa đá 100, 120, 130. Dạ nó ba cá nuôi đó luôn, 80. Đù lớn 120, 130 các bạn. Dạ cái này 130 nè em. Này 130. Đây là cá ba sa các bạn ha, 80.000 đồng ký. Phía trong là cá dứa chị hả? 300.000 đồng, chị nói 300.000 đồng ký. Qua wow, đây là cốc ổi mi ghim, cà na xí muội đủ hết. Củ sắn, ổi, seri, xoài, chùm chuột, me, cà na, cốc. Một ly xoài 20.000 em. 3 ly 50. Cái cà na này bán sao em? 15.000 một lạng các bạn. Vô vô. Ơi bà ơi. Cái này tôm suối tôm gì chị? Tôm sắc với tôm thẻ hả? Dạ. Cái này là thẻ nè. À. Cái này là thẻ nè. Sắc là nó có màu đỏ đỏ đúng không chị? À nhớ rồi. Nó làm bánh cọt ngon lắm. 10.000 một cây mấy bạn. À, dừa nước nhiêu vậy hả? 15.000 đồng ly. Dạ, ghé qua anh chị nha. Dạ. Khô mực này bán sao cô? Khô mực này bán sao cô? 40.000 gram. 40.000 đồng 100 gram hả? Dạ. Còn mực này mực muối quá hả? Đây là mực trứng. Mực trứng bán sao cô? 45.000 đồng 100 gram. Saman Uchondong Hek Gem nè. Masi soil nè. Một tháng 5 2019 chợ Hàng Dương Cần Giờ đông bói bạn. Ôi bánh tráng nướng. Dạ. Bao nhiêu cái ha? 10.000 một cái anh. 10.000 một cái hả? Xúc xích 10.000 một cây. Ghé qua mấy bạn, 10.000 cây. Dạ. 10.000 cái. Ngon lắm mọi em đi. Đây. Rồi hải sản, hải sản đi. Cái này hả? Cái này 150. Cái nào 50? Cái này 50. Tất cả cái đó 50 hả cô? Cái này 100. Còn cái sò này là sò điệp hả cô? Sò gì cô? 20.000 con. Ở trên trận có trứng à. 20.000 đồng con. Bả quá. Mẹ muốn rẻ đây không cô? Không rẻ, ăn nổi đâu. Mua đi. 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 Tôm hùm, cua ghẹ, tôm tích đủ tới. Tôm hùm này bữa nay bán sao em ấy? 250 một con hả? Một con là khoảng mấy trăm gram ha? Cua này nhiêu ký? Tôm á hả? Tôm hùm á hả? Cua hả? Cua này. Con 60. Nhiều con 60. Con ghẹ cũng vậy luôn. Đồng giá.
cua 60, ghẹ 60, tôm tích. Nhiêu anh chị? Tôm nhiêu? 250. 250 mấy? 250. 250.000 đồng. 250. Tôm bình thường nhớ là cái giá này cũng khoảng được đó rồi. 600.000. Tôm hùm bữa nay nhiêu chị? 2 hả? Tôm hùm con nhỏ 200, con vừa 250, con lớn 300. Ốc len xào dừa bán một hộp 100.000, càng ghẹ 150.000 đồng hả? Mực này có giá 350 một ký. Wow, lớn quá ha. Mực nhỏ hơn 220. Mực tuột 200. Ghẹ này hôm nhiêu một ký chị? Dạ. Không nghe. Dạ. 100.000 đồng một ký hả? Ủa sao nó có 100.000 vậy? Ốp hả? Dạ rồi. Sao nó rẻ ta? Ăn hồi tức. Cái thau này ghẹ sống nhỏ 200.000 đồng. Nguyên thau. Cái này mua để nấu nước được. Để gửi cho em coi. Nhưng mà bán sao chị? 200 hả? Chị giao luộc đi, luộc đây luôn. Chắc rồi tôi đem trả lại luôn á. Sao nó mè mèo à? 300.000 kg cua, cua còn sống. Nó thiệt bán luôn, khỏi sợ. Bắt tay tôi đưa cho bà đồng ý là lấy nữa, nó công rồi. Hầu 30.000 đồng ký mấy bạn, 6 con nha, quyết định mua đi. Ốc hương thì bữa nay bán sao cô? 350 hả? Còn bạch tuộc sống này? 420. Một cái này 420 lần hả? Bạch tuộc này 420 lần hả? Wow, bữa nay cao vậy hả? Rồi, cảm ơn chị. Này bán sao cô? 5.000 một con hả? Wow, ra đây ăn hầu là tuyệt vời. Làm tại chỗ luôn. Ở hành thôi. Ốc móng tay bữa nay 140.000 đồng một ký các bạn. Thank you.
Ủa, cái tôm càng xanh nó bán sao chị? Cái tôm mà mình để trên cái, dạ, 100.000 đồng một hộp. Dạ. Ôi bịt mù. Cá cam nướng luôn 100.000 đồng một con. Dạ. Mua đi, mua nhiều thì bớt.